anh em nhé. Ở nay thì em lại có mặt ở nhà của anh Nghị. Sau rất là nhiều lần đổi loa thì hôm nay anh quyết định là anh sẽ chuyển sang loa nghe nhạc. Và anh đang chạy ở đây với một chiếc Sansui UA-707 kết hợp một chiếc Vansiso và một chiếc Big DB em đang lắp ở đây để hát karaoke và anh nghe nhạc. Khi anh nghe nhạc là anh sẽ chuyển sang chế độ để nghe nhạc. Còn không thì ở MD này nó có cái chế độ chuyển thành như một cái cục đẩy. Thì em đã chuyển sang như vậy để anh chạy ở chế độ cục đẩy. Tức là một cái mạch power. Và một điều rất đặc biệt là ở đôi loa này thì chúng ta có được cái chất lượng âm thanh rất là hay. Và anh đang chạy đôi loa này, chạy đôi này. Mà đôi loa này bass cũng 40 cơ, không hề nhỏ chút nào, nên karaoke cũng đã rất là ok rồi. Nhưng với một cái điều kiện là phải karaoke đối với vang số để tránh và hạn chế cái khả năng hú rít để đỡ bị cháy cái loa chép. Đó, thì ở đây là anh đã kết hợp thêm một đôi BJK, BJ100 để karaoke. Và có một quả trầm thì khi karaoke thì tiếng bass sẽ dồn lên đây. Đó. Với hệ thống này thì em khẳng định rằng em đã lắp rất nhiều rồi và thấy được nó rất là hay. Vừa nghe nhạc được, vừa có thể karaoke được. Và điều karaoke thì với điều kiện ở đây là chỉ hình thức là thư giãn để có được cái chất lượng thôi chứ không phải là âm ồ. Còn muốn âm ồ thì anh em chạy sang những dòng loa full. Bây giờ anh em thì chúng ta sẽ cùng mời anh em nghe thử và một chút về chất lượng âm thanh của cái sản phẩm này. Cho chạy đi. Đang nói có hát được không? Phỏng vấn. Có hát được không? Em chưa biết nữa. Thế thì cố lên đi. Cái bản này không phải là cái bản. Không hát được không? Cái chất lượng nhạc nó không tốt bằng cái ở trong đầu Việt TV. Tình yêu đó anh chỉ vừa đi tới. Thì em biết anh sẽ cố đau rất nhiều. Mà tại sao anh không thể ngăn yêu con tim nào là sợ buồn. Ông tư trách anh chỉ là người đơn giản. Kể lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người. Dù tay em cũng đã cầm được tay. Dày, có được độ lực và ít đôi loa full là có được, khẳng định một điều như vậy. Alo, ít đôi loa full là có. Lại phỏng vấn ca sĩ một chút, anh hát anh cảm nhận thế nào đó so với những đôi loa full? Chỉ biết cười. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình yêu một nỗi xa từ nơi tôi rời vòng tay anh đang phân có nơi để quay trở về cùng rời xa em anh nguyện đi đâu cho hơi nơi lòng được ai anh vãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong em nghe thấy nghe đôi loa này phải thừa nhận là cái min của đôi loa này rất ngọt thật, nó ngọt hơn đôi loa Funer 180A rất nhiều mà em đã từng lắp một con Funer 180A rồi. Và đây là anh trai nghị. Wow, cái không gian này anh em có lẽ nhìn cũng quen quen, anh rất chịu chơi và rất đầu tư, rất là trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video này.